hai tàu đang kì đây ạ. Đề nghị chi viện gấp. Đây là chỉ huy cho thêm lực lượng để kéo giãn đội hình, hiện nay đang bị kì đây ạ. Máy hỏng ạ. Máy hỏng luôn rồi. Hiện nay máy giữa của 65 là bị trục trặc hỏng rồi. Nó trục phòng. Hiện nay một máy giữa của 65 bị dừng máy rồi. Hiện nay đang bị tì đìa và phun nước. Để lái cẩn thận đấy, có vị trí chủ yếu nhá. Đó là lý điện thôi.